Đây mọi người, mình kéo hết rồi mọi người. Đấy, nhìn nhiều chưa? Đây, nhiều quá trời luôn á. Quay rõ đi. Rất là nhiều cá trắng. Cá này ăn xong được nha, mình giả muối ớt tỏi rồi mình bóp chanh ăn xong nha. Đây, quá nhiều. Video của mình hôm nay đến đây hết mọi người nha. Mọi người xem video ủng hộ nha, đăng ký kênh để anh nhận thông báo video của mình tiếp theo nha. Xin chào tất cả mọi người nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Hôm nay mình sẽ làm video mình đi thả lưới mọi người nha. Lưới nhỏ thôi, lưới cá nhỏ thôi mọi người, cá trắng á, lưới siêu khung, cá nhỏ bằng ngón tay thôi mọi người. Mọi người theo dõi video của mình hôm nay nha. Hôm nay mình thả lưới ở nước lòng hồ đây mọi người. Đẹp lắm, mọi người theo dõi mình kéo lưới nha. Nhìn đặt nhìn đỏ trên ngón cây của dưới nước mọi người, nhìn đẹp quá. Tụi ta mình nghĩ về nhập lấy hình. Thả từ hôm qua ngâm cả đêm. Dính nhiều quá mọi người ơi. Ôi trời ơi. Dính quá nhiều, quá nhiều luôn. Đấy mọi người xem đi. Nhiều quá. Thích thật. Đây. Cá trắng mọi người, cá này ăn ngon lắm. Mình thả từ hôm qua mọi người ạ. Hôm nay mình đi xem. Nhiều quá trời. Trắng. Cá này ngon lắm. Ôi giời ơi. Nhiều quá. Quay đó cho mọi người xem. Kéo có tí bằng này cá rồi. Trong bụng nó toàn trứng không mọi người á. Dính nhiều quá. Sắp đủ lỗ lưới luôn mọi người. Đây tí hai vợ chồng mình gỡ chắc không hết. Rồi. Đi nè đây này. Còn dài. Còn dài lắm.
Cá này mình ăn sống cũng được nhá. Mình giả muối ớt tỏi rồi bóp chanh ăn sống cũng được. Chưa có thời gian làm mà clip ăn sống mọi người nhé. Mặt chưa? Còn to không? Đây là nhất đây. Đây mọi người. Mình kéo hết rồi mọi người. Đấy. Nhìn nhiều chưa? Đây. Nhiều quá trời luôn á. Quay rõ đi. Rất là nhiều. Cá trắng, cá này ăn xong được nha, mình giả muối ớt tỏi rồi mình bóp chanh ăn xong nha. Quá nhiều. Video của mình hôm nay đến đây hết mọi người nha. Mọi người xem video ủng hộ nha, đăng ký kênh để nhận thông báo video của mình tiếp theo nha. Xin chào tất cả mọi người nhé.